Rồi. Đầu tiên là mình giải cái bài tập về nhà nha, hôm bữa nha. Đây. Nó là hôm bữa trước ngày 29 mình học là dùng ngữ quy tắc 2 để xác định cực trị. À, thầy là giảng giải một cái bài từ trong một cái ví dụ bằng ba đây. À, quy tắc 2 là gì? Là đạo hàm, xong rồi tìm đạo nghiệm đạo hàm. Nó đoạn cấp 2. Mà thay cái nghiệm tìm được vào à. Nếu nó nhỏ hơn không thì nó sẽ là cực đại, mà lớn không nó cực tiểu à. Đấy là thầy cho thêm cái ví dụ thứ hai, bài về nhà nó tương tự với ví dụ hai thôi. Bạn nào xung phong làm không? À, nếu mà không có bạn nào xung phong làm thì thầy sẽ giao bài nhé. Bà đã thể cho giờ mà nó cũ rồi hả? Ừ, đúng vậy, là kính nó suy nghĩ đúng không? Còn không có bạn nào suy nghĩ hết. Rồi một là bạn An. Bạn An không không đang không học luôn đúng không? Hai là bạn Hào. Có rồi. Hào có. Nói chuyện làm xong Hải Có thì không? Hải Hưng. Dạ có thầy. Hưng. Mày sao mà Đi Hình Hương. dạ có thôi. Rồi. Nguyễn Hương. Có thôi. Khang. Khang không đúng không? Khoa. Có thầy. À, khoa có.
Kiển. Kiển học chung với anh Kỉnh hả? Không ta, không mà đúng không? Hay là học chung với anh ta? Kỉnh. Bạn nào xin thầy nghỉ ta? Thiên, Thiên xin nghỉ cho mà. Kỉnh cũng không luôn. Phi. Không luôn. Tam. Dạ có. Đó. Phu Liên. Dạ có. Đó. Bích Liên. Bạn nào tắt cái mic em ơi. Không nói xong tắt cái mic em. Dạ có. Ủa em bị tắt không được rồi đó. Tớ thử tắt cho. Rồi. Trèm ơi. Dạ có. À. Thị My. Có thầy. Có. Điểm nhanh cũng nhanh mà. Rồi bước vào điểm nhanh hết ngày nào điểm kỹ. Em My. Dạ có thầy. Em. Có thầy. Ngọc. Dạ có thầy. Thư. Có thầy. Rồi. Nhóm 2. Kiều Anh. Có thầy. Kim Anh. Có thầy. Quân. Dạ có thầy. Trang. Có thầy. Thảo. Thánh. Dạ có thầy. À có hả? Trường này là phép. Thuận. Thủy. Ừ. Dạ có thôi. Có không? Thúc. Thúc. Trè. Có thôi. À. Kiều Trinh. Chị có thầy. Phúc Trinh. Có thầy. Thúy. Trung. Chị có thầy. Tấn. Có thầy. Tuyền. Thầy. Dạ. À. Đừng có không? Có thầy. Rồi. Tuyết. Không rồi. Tú. Tuyết mà bạn bị yếu. Có thầy. Tuyết có hả? Dạ mà em mà nó bị yếu. Rồi Tú không có luôn không? Bích Huy. Có thầy. À, Hà Huy. Có thầy. Rồi. 1, 2, 3, 4, 5, bên này 5, 6, 7, 8, 9, 10, ri đàm già, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11 hả, đúng không ta, 11 với 36, 11, lớp mình đâu mà đông dữ vậy. Mấy 11 mà đang học 36 à. Bạn Tính không có vắng hồi nãy mic bật lên thầy không yên. Ai bạn này không vắng em? Kỉnh thầy. Bạn Kỉnh có hả? Có thầy. À, bạn Kỉnh có.
Bây giờ thầy đọc mấy bạn quán coi bạn nào có nữa hô lên nha. An là một. Rồi, chị chắn quán rồi ha. Minh Hưng là hai rồi. An ba. Kiển bốn. Y năm. Năm. Thảo sáu. Thận bảy. Thủy tám. Thức chín. Trí mười. Ủa sao ván mười mà đang học 36 ta? Mấy đứa lạ hèn. Thầy có mấy bạn có trong nhóm em, bạn nói không được thầy. Đâu bạn nào nói không được đâu. Bạn nào nói không được thì em bạn nào đâu ra? Bạn Minh Hưng bật mic mày nói có được rồi đó thầy. Minh Hưng bật mic nó không được. Thảo nó cũng có học nè. Cho nó cũng nói. Thảo không có... thầy nó có nói với thầy. Thầy kêu nó mấy lần thật nghe nó nói cái gì đâu. Cái lần đầu tiên thầy kêu nó im nghe nó. Nghe nó nói hả? Thế giờ thầy hô lại một lần nữa nó vẫn im đuôi. Nó nói gì đâu em. Minh Hưng à. Nghĩa là ngang là chắn quán đúng không? Thầy mới vô thầy. Em đi trễ hả? Bây giờ 8 giờ 20 mới vô ông. Thầy dạy xong hết bài rồi mới vô, giờ chuẩn bị nghỉ rồi em. Minh Khang là không có đúng không? Minh Khang là không có nè. Kiển không cá nè. Kỳ không cá. Gì vậy mẹ? Đang dậy mà mẹ. Rồi vậy là ba bạn. Bên đây là bạn Thần không cá này. Có hô lên nha. Không bật mic được. Sao bật mic không được? Ai bật mic được chứ? Không nói được cái bật mic trong được. Không nói được được cho bật mic lên, bật mic lên rồi đánh trống luôn cả. Lên cho nó biết có học không. Rồi bảy bạn. Bảy với ba sáu là 7, 3, 6, 4, 3 đúng rồi nè. À đúng rồi, chính xác hả? Ok rồi. Chính xác. Mấy bạn này chắc thường xuyên nghỉ nè. Nghỉ nhiều lắm. Hình như là trong... Cái bạn nào tới bạn thức. Thức đây lâu lắm nó mới lên. Mấy bạn này chắc thường xuyên nghỉ hả mấy đứa? Lớp đại diện bạn nói cho thầy cái hình như là thầy nhớ là mấy bạn này thường xuyên nghỉ. Thầy bạn Thủy xin nghỉ, bạn bị đau bụng nhân thầy. Ai xin nghỉ? Bạn Thanh Thủy thầy. Thanh Thủy đâu giờ mới xin hả? Tiết một bạn có học không? Tiết đầu thầy. Dạ. Tiết đầu bạn có học không? À, đúng. Tiết đâu bạn học em? Dạ không thầy. Mà sao giờ mày bạn mới xin nghỉ? Xin nghỉ rồi tiết đâu rồi thầy. Rồi tiết đâu em mới xin cho bạn không? Dạ có. Rồi bây giờ đến cái nhà bạn nào vô trễ nữa tao nha. Bỏ.
Đó, cái bài tập đây. Ồ, tôi có ai xung phong không? Nếu không xung phong thì chị Duy cho bài. Thầy cho gì nhà mà lâu hướng dẫn quá kỹ kèm. Các bạn là xung phong vậy không? Em thầy. Em là ai vậy? My thầy. Gì My em? Nguyễn My. Nguyễn My. Nguyễn Thị My. Chúng mày tao sinh nhật My này. Chúng mày tới sinh nhật nên làm bài tập đó đúng không? Chuẩn bị tới sinh nhật rồi. Bạn Nguyễn My nha. Nghĩ là cái gì trong vô năm mình lấy cái điểm cộng hoặc là lấy điểm miệng. Rồi. Làm tụi em ơi. Thầy là tổng hàm là 4x mũ 3 trừ 8x. Xong rồi em ơi. Có. Ra 3 nghiệm. Ra 3 nghiệm. Là căn 2 trừ căn 2. Không. Căn 2 trừ căn 2 với 0. Bậc 2 2x bình trừ 8. Nào hàm cấp 2 là 2x 12x bình trừ 8. Rồi. Chúng nam là ai đấy? 2 cái lớn hơn 0. Đào hàm gì nữa em ơi, em nói là chỗ đó thầy chưa nghĩ chưa rõ. Đào hàm cấp 2 của căn 2 là bằng 16, lớn hơn 0, là cực tiểu. Đào hàm cấp 2 của căn 2 là bằng 16, lớn hơn 0, suy ra x bằng căn 2 là cực tiểu. Đạo hàm của trừ căn 2 bằng 16 lớn hơn cực tiểu. Đạo hàm của trừ căn 2 là bằng 16 lớn hơn cực tiểu luôn. Bằng 16 lớn hơn nên suy ra x bằng trừ căn 2 là điểm ha, là điểm cực tiểu. Rồi, đạo hàm cấp 2 của 0 là bằng trừ 8, bí hơn 0 là cực đại. Đúng rồi, đạo cấp 2 của 0 là bằng trừ 8, bí hơn 0. X bằng 0 là điểm cực đại. Rồi, vậy đáp án, còn đáp án là gì đây? E. Đáp án E. Rồi, điểm cực tiểu. Cảm ơn em nha. Các bạn nào có ý kiến khác không? Dạ không thầy. Ủa, nhanh này. Bạn gì đây, bạn bạn nam, bạn đặt cái tên với bạn tỉnh, bạn đặt cái tên Facebook. Ủa, có mẹ. Ai có ghi đâu mẹ. Hôm nay đăng tên gì ta? Tỉnh, thầy có ghi có đâu mẹ. Còn nhắn gì nữa. Một mấy ông thằng đây là ông vô không được hết chứ.
Tuần cái trước đầu là nghỉ không mấy đứa? Dạ thầy. Đầu là nghỉ nè. Có vấn đề. Trước đây sao những tin như trước đầu là nghỉ? Tiếp đây là tiếp cao vấn đề. Rồi. À, cảm ơn nha, nghe là đúng nha, mi làm đúng rồi. Chân vô năm và thử là mình nên lấy điểm luôn hay là để lấy cái điểm cộng á. Rồi. Cái dạng dưới đây ha. À, tìm M đã đạt cực trị tỷ không, vừa thầy đã chỉ kỹ cái kiểu đó rồi ha. Là bước đầu tiên là đào hàm, bước thứ hai là đào hàm một thay cái x0 mình tìm được ở bên kia của cái đề bài vào cho bằng không mà giải được M, có M thay ngược lại ha. Còn riêng hàm bậc 3 thì nó có cách giải riêng là đào hàm với đào hàm cấp 2 mà thầy có cho một ví dụ thử ha. Nếu bạn nào đã làm rồi thì biết. À, bây giờ về cái bài mà viết tập về nhà đây. Đầu tiên xung phong trước nha, còn không xung phong thì chỉ kêu nha. Kêu đúng bạn nào nhỉ? Nếu mà không xung phong mà mặc định chắc không ai biết làm thì kêu ai vậy? Dạ em làm thầy. Ai vậy? Dạ Tuyết thầy. Tuyết, bài. Ghi cái tên để cho sau này nhiều năm cho nhớ được. Được. Rồi. Ok. Rồi tiếp làm mình tiếp thôi. Đào phải bằng BX. BX bình trừ 4MX. Cộng M bình. Thưa thầy, Y phải tại 1. Y phải tại X không, Y phải tại 1 đúng rồi. Bằng B trừ 4M cộng M bình. Bằng 0. Suy ra M bằng B về M bằng 1. Rồi. Thay M vào Y phải. Thay M mấy em? Thì M bằng B vào Y phải. Rồi, thêm M bằng 3 vào Y phải. Rồi. Được. 3 x bình phương. Nó hơi giật, em nói nó thành khá nghi vậy. Trừ 12 x. Cộng 9. Rồi, đúng rồi. Bằng 0. Chia ra căn kinh nghiệm x bằng B và x bằng 1. X bằng 3 x bằng 1. Rồi. Lập bảng này. Lập bảng. Lập bảng là x nè. Một, ba, dùng vô cùng, thì phải. Không không. Dạ. Rồi. Tiếp dấu. Dương. Âm dương. Rồi. Mập bé không nhận. Còn ba nhận là do nó yêu cầu là đạt cực tiểu tại 1. Đây là đạt cực đại tại 1 nên không nhận. Em nó nhận. Em nhận tại nó giật đó rồi. Hả? À, do nó giật đó hả? À, không nhận. À, rồi rồi. À, vậy là M bằng 3 là không có nhận ha, không thỏa. Rồi. Thay M1 tương tự vậy ha. Chưa thay M1 hả em? Nhục quá. Sáng sớm mà nó bị trực 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 khó nghiêm. Mất tiêu rồi. Rồi. Bẹp bên. 4x cộng 1. Ừ, 4x cộng 1. Tương đương x chia ra x bằng 1 và x bằng 1 phần 3. Đúng rồi. Là lập bảng ha.
Rồi, thiết dấu. Dạ, dương, âm dương thầy. Dương, âm dương, đúng rồi. Kết luận. Ờ, vậy em mơ bằng một nhọn. À, đúng rồi. Giờ nó là cực tiểu nè ha. Nó đang đi xuống, đi lên cực tiểu. Đây là đáp án sẽ là câu nào? Đây câu E. Câu E đúng rồi. Rồi, các bạn nào làm bài này mà theo cái cách cách riêng thì một ba không? Cách này không? Cách giải riêng thì một ba. Các bạn nào làm theo cách đó thì làm thêm cách nữa. Các bạn nào làm không? Được không? Ừ, cách đó thì nhanh hơn. Có rồi thôi. Ai không? Ai làm không? Rồi, cảm ơn. Mà vậy là cảm ơn Thiên, Nguyễn Bi với Tiết nha. Ok. Xong cái này đó. Vậy là mình đã làm được câu 15 ha, đáp án E. Bạn Nguyễn Vi hồi nãy đã trình bày xong. Câu 17 thì bạn Tiếp đã trình bày xong đáp án E luôn. Cái câu này từ sau này mình sẽ xong. Bây giờ mình qua cái phần tiếp theo là cái phần biện luận số điểm cực trị của hàm ba. Sáu quá. Cái buổi tiếp theo đây. Đây là ngày 1 tháng 10 nữa. Hay gọi điều này cho. Dạ alo. À em đang dạy anh ơi, em đang dạy trên tiếp trên trường anh ơi. Dạ. À, ngày 1/10 mình sẽ tìm hiểu cái biện luận về cái này thì em ghi luôn thì ghi, còn không thì chọn từ gạo file lên rồi bật ra ghi tùy ha. Nếu là ghi trong vở để cho mình có mình coi lại biện luận về số điểm cực trị của hàm bậc ba và bậc bốn đồng phương. Mình sẽ học cái đó nha. Biện luận về số điểm cực trị của hàm bậc 3 và bậc 4 thuộc phương. Thứ nhất là hàm bậc 3. Y bằng AX mũ 3
cộng b x bình phương cộng c x cộng d ha. Hệ số e thật không hơn là năm một bạn. Thì một bạn lúc này là chỉ có hai cái tình huống xảy ra đối với cực trị, với số điểm cực trị của nó thôi. Đó. Trường hợp thứ nhất là có hai điểm cực trị. Trường hợp thứ nhất là cả hai điểm cực trị. Yeah. Cái này xảy ra khi và chỉ khi delta của y phẩy, delta hoặc là delta phẩy tùy mình ha, nói chung là tính cái delta của y phẩy lớn hơn không. Đấy, nó cũng nhầm thôi. Trường hợp thứ hai là không có điểm cực trị hoặc là không có cực trị ha. Đây nó có hai hoặc là không có nha, nó không dù có một có ba đâu nha. Đấy. Khi mà chỉ kia là delta hoặc delta phẩy thì mình của cái thằng y phẩy nhỏ bằng không. Chưa? Đó, đi trước là nhiều đó nha. Giờ thầy sẽ lấy cái ví dụ để cho mình thử ha. Thầy coi từ cái bài trong trong đây nó dễ không? Dễ thì mình làm luôn. Này là 2m. Trời, có 2 trời, 19 với 20 đi ha. À, ok. Thì lấy hai ví dụ tương tự ha. Ví dụ một này, tìm M để cái hàm số y bằng x mũ 3 trừ cho M bình. Cộng 3mx à, từ từ nha, tụi em nếu em là đang ghi thì từ từ chọn cho thầy đang tự ra đề thì là phải chỉnh lại cho nó đẹp xíu ha. Rồi có hai điểm cực trị, có hai hay là không có ta ở cái bài đầu tiên là hỏi gì đã đưa đúng rồi tiên là trong bài tập như vậy không có ha, ghi không có luôn nha. Thì mình thể là dễ ha, không có điểm cực trị. Rồi mình tính tiếp thì thêm bớt vào đây nha cho nó đẹp nha. Thì cách trả là gì? Áp dụng là không có là khi delta nha. À. Không có là khi delta của y phẩy biến bằng không. Cái gì đầu tiên mình tính y phẩy ra trước. Chưa? Tính y phẩy ra trước thì nó ra là 3 x bình này. À, trừ 2 m. À, cái này là trừ 2 m cộng 3 m. Ừ. Rồi, xong rồi tính delta. Thế thì ở đây thầy sẽ tính delta phẩy nha, delta phẩy nó dễ tính hơn. Delta phẩy là rút gọn số 2 đi ha. Mà nó tính delta, tính delta thì mình nha. Rồi bằng m bình trừ m bình á thì m bình như nhau. Trừ cho AC. AC là 3 nhân 3m. Ok, thì cái đây đẹp rồi. Ở đây cộng thêm 1 mình cũng rồi, đấy. Giờ mà tính ra nó sẽ là m bình trừ 9 không? À, đây thì ghi trừ 1 thật cả bình cho mấy bạn không hiểu là sao trừ 1 là bình trừ 9 không? À. Nên là phải là bơ phải bình trừ cho AC á. Mà nó thích tính delta, tính delta đây nha. À. Ở đây gì? Hàm số không có điểm cực trị khi mà chỉ khi delta phải của y phải này nhỏ hơn bằng không hay lớn bằng không? Nhỏ hơn bằng không. Do nhỏ bằng không. Cái này mình tương đương với là m bình trừ 9m nhỏ bằng không.
mà mình từ 9 vào nhỏ. À. Mà mình từ 9 vào nhỏ bằng 0 thì mình tương đương với là gì? Mình bấm máy tính, à, bấm máy tính hoặc là em nào giơ tay được thì dạ. Thì được là 0 nhỏ hơn bằng m nhỏ bằng 9. Đấy là xong. Đúng không? Xong. Thôi. Rồi, các bạn nào hỏi gì thì hỏi lên nha. Bạn nào cậu hỏi gì thì hỏi lên. Không một thì đây nó nằm đâu dưới đây nhỉ, xấu xí nè, đó, nó nhìn cho nó đẹp, à. Đấy. Rồi, đây là cái bài về nhà nhé, nó tương tự như bài trên, nó chẳng khác gì, tập làm. Tập làm cho nó quen hơn. À. Xong thì này qua cái ví dụ thứ hai. Ví dụ hai cũng là tìm m, tìm m để cái hàm số. À, tìm m là cái hàm số y bằng x mũ 3 trừ cho 5 m x bình phương cộng cho 2 m x trừ 1 có 2 điểm trục trì. Các bạn đừng bỏ ghi đời nha, cái thầy sửa lại chứ để cho nó xấu. Tương tự trên thôi, đầu tiên đào hàm. Đào hàm là bay bình trừ mừ mời cộng 2m. Tính hàm số có 2 điểm cực trị khi và chỉ khi là delta của y phải delta phải ha, phải là 5 m bình trừ cho ec, e là 3, c là 2 m. 2 m là hơi 6 này. Sửa lại số 5 nha. Cho nó nghiệm nó đẹp hơn không khác gì. Lại số 5. Năm mò. Đấy. Năm mò. Rồi. Khi cái gì? Này lớn không nha. Hai điểm cực trị là khi nó lớn không. Vậy nên chỉ tương đương với là 25 m bình trừ cho 15 m lớn không. Nha. Bạn nào có máy tính bấm giùm thầy cái này ra đáp án gì? 25 m bình trừ 15 m.
B phần 5 với 0 thôi. Rồi, cảm ơn em nha. Ba phần năm với không à, là nghiệm á ha. Ngày trong trái, trong là dương, trong là âm, ngoài là dương. Thì là m sẽ lớn hơn 3/5, là m nhỏ hơn không. Rồi, thôi. Dạ. Yeah. Cái bên biện luận cực trị thì cái dạng dễ nhất là cái dạng kiểu này nè. Em nhớ cái đạo hàm trong tính delta, tính delta cẩn thận là được. Còn 20 đây. Còn 21 là nó khó rồi. Còn 21. Bạn nào thích thì coi bên bên video mà bên lớp 12C thầy dạy á. Thầy có dạy có 21. Bạn nào muốn coi thêm thì coi nha. Lớp mình thì tốc độ học nó hơi chậm hơn. Mình thì lừa những cái nào cơ bản nắm chung cả lớp thì dạy trước. Đâu có khó thì chưa đây. Nhưng không có khó mà tụi em muốn coi thêm thì qua bên lớp, qua bên video lớp 12C ha. Thì đang đăng như vậy và đã coi nó có câu giảm câu khó không. À, câu 20 nó tương tự này ha. Tương tự như câu ví dụ 2 nha, tập làm. Đấy, tập làm. À, thì ghi nhanh cái lý thuyết này qua nữa rồi mình nghỉ. Lý thuyết bài 214 này. Mọc 4 trùng phương. À, mọc 4 trùng phương là E x 4 y bằng cộng B x bình cộng C với A cộng 0. Thì lúc này là chỉ có hai cái trường hợp như trên thôi. Nhưng mà nó khác về cái số lượng. Trường hợp 1 của nó là có 3 điểm cực trị. Thì trường hợp này xảy ra khi và chỉ khi E nhân B nhỏ hơn 0. Trường hợp 2 là có 1 điểm cực trị. Thằng này là 3-1 nha, thằng ở trên kia là 2-0. Có một điểm vị khi và chỉ khi E nhân B lớn hơn bằng 0. Nhớ là E đang khác 0 nha thì mới làm được gì nha. Nhớ một câu. Rồi, đó là lý thuyết á ha. Nha. Thì em vừa làm thử cái bài này. Để sẽ cho một cái vụ luôn được. Cái ví dụ làm sao không? Này là cái ví dụ này. Bài này là bài gì ta? Bài điểm cực trị đúng không? Điểm M. Điểm M. Để cái hàm số y bằng m trừ 2 x mũ 4 cộng cho m x bình phương trừ cho 1 có 3 điểm cực trị. Dạ, có 3 điểm cực trị. Thì mình chỉ lần này mình thấy là hàm số có 3 điểm cực trị khi và chỉ khi a nhân b âm. Nha, a nhân b âm. Ở trên này thì không cần e hoặc khác không. Làm luôn trực tiếp vậy luôn ha. M trừ 2 là e đấy. Nhân với m là âm. Nha, ở đây mình giải ra được là 1.000 bằng 0, 1.000 bằng 2. 0, 2. Đấy, thế thôi, nhẹ nhàng. Rồi. Ba câu nha, ba câu về nhà nha. Còn là những câu một độ đơn giản. Các bạn làm hiểu là nắm là cái
Lý trước thì mới cao chung ở trên ha. Bài này nữa nha. Tương tự, còn bài dưới kia nó khó hơn tương tự. Đây rồi. Thì đưa cái này lên nhóm luôn. Rồi lớp nghỉ nha. Lớp nghỉ. Học môn khác. Chào cả lớp nha. Dạ thầy. Dạ chào thầy.